cái thốt lốt này là nguyên chất luôn vậy chị? Dạ. Còn cái này là cái gì? Nguyên cái hai ly đi, bán hai ly cho em đi. Đừng có gom không sao đâu. Quý vị cùng với Quốc Thành đến lễ hội của ẩm thực ở ở Châu Đốc. Thì bây giờ thì đã là trong vào cái lúc mà người ta đang sôi nổi, người ta đang nhộn nhịp, mọi người cùng nhau đến lễ hội. Thì đây mà quý vị cùng với Quốc Thành vào trong lễ hội xem tình hình như thế nào quý vị. Thì đây là Quốc Thành đã đi chung với một người bạn để vào lễ hội. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mời quý vị nha. Đây là cổng vào quý vị. Thì đây là giờ cao điểm để vào lễ hội quý vị. Thì đây là tầm vào lúc 6 giờ rưỡi thì mọi người sẽ lại cái cổng, lại bu lại những cái chỗ gian hàng để mua những thực phẩm để dùng để trong những cái mùa như thế này. Nếu Quốc Thành nhắc lại thì nếu ai có về An Giang vào thời điểm này thì nhớ ghé qua cái lễ hội Châu Đốc này, thì nhìn đặc sản vùng miền của miền Tây Nam Bộ quý vị. Mọi vị đến để tham quan. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là nhạc cụ quý vị. Thì hầu như thì gian hàng ở đâu cũng có hết. Thì đây là ngay nếu mà ai muốn đi tới lễ hội này thì lễ hội này là nằm ngay cái chỗ mà bến xe Hùng Cường ở công viên cũ quý vị. Thì là ngang chợ, đối diện với chợ Châu Đốc. Đây quý vị xem, ở đây từ đây tới đó thì mình thấy được chợ Châu Đốc nữa quý vị. Đó. Còn đây là cái cổng vào của chợ lễ hội. Đó. Thì ở đây thì mình làm thì có đầy đủ các gian hàng hết, từ đồ mặn, đồ chay đến những cái món đồ mà mắm này kia đồ có đầy đủ hết quý vị. Đây là cổng chính của lễ hội quý vị. Đây mình vào trong ha. Mình vào cổng chính của lễ hội để mình xem tham quan ha quý vị. Đây. Nếu bước vào cái cổng chính thì quý vị sẽ thấy được hai bên tay mình là toàn là bán gì là mắm thôi. Đây quý vị coi nè, cách trang trí, cách dựng liệu, cách làm về những cái mặt hàng rất là tinh tế, rất là phổ biến quý vị. Nếu mà về An Giang vào những cái thời điểm này mà không đi những lễ hội như thế này thì rất là tiếc.
ở đây là gian hàng gạo nè, thì coi nè, trưng bày gạo nè, đẹp mắt quá vậy. Bé nó giới thiệu bán gạo gì á. Tiểu Thành được thấy cách trang trí ở đây đó, khá là đẹp quý vị coi nè. Xoài đặc sản dùng miền Tây. Từ xoài nhất tới xoài chai này chai gì chị? Là đặc sản ở đâu chị? Đặc sản vậy? Không phải đặc sản ở đâu cho nè, An Giang mình luôn, trồng trên đỉnh núi Cấm đó em. À trên núi Cấm ha. Dạ. Thì đặc sản Thiên Cấm Sơn ha chị ha. Dạ. Đây là chè đặc sản Thiên Cấm Sơn nè quý vị. Mời quý vị cùng Quốc Thành uống thử nha. Các nghiên cứu đã công bố xả đen có tác dụng hỗ trợ tốt hơn gan, làm giảm men gan cao, mở mỡ trong gan. Bánh kẹo rồi những đặc sản ở giáp vùng miền Bến Tre nè quý vị đều có đầy đủ hết. Cái này là thử gì chị? Dạ. Cái này thử gì chị? Thử, cái này thử mà ông sát nguyên chất luôn. Ông nguyên chất luôn hả? Dạ. Rồi em thử ra. Thử không? Thử không? Ừ. Khá là ngon quý vị. Đây là cái mặt hàng của bên nào vậy chị? À Winnie ha. Dạ, khá ngon chàm, nguyên chất ha. Gừng chàm trà sư ha. Dạ. Khá là ngon quý vị. Dạ. Mặt hàng đầy đủ hết quý vị. Gừng chàm. Đây thì bán bánh tráng. Thì đó là sơ lược về một vòng của cái lễ hội. Thì Quốc Thành sẽ đi nữa để xem có những cái điều gì mới lạ nữa quý vị. Đây là cái sân khấu mà tối nay sẽ biểu diễn đó quý vị. Hình như ở đây chắc là người dân tộc á. Thấy gì không? À. Thì ở đây là ngay tại cái điện thờ của cái gì? Cái Bồ Đề quý vị. Quá đẹp luôn quý vị. Mua vài cái rồi chơi. Đâu.
Ngon không? Ngon. À, nếu mà ai tới cái lễ hội mắm này thì nhớ ghé ở đây là cái sạp tên gì chị? Trần Gia. Trần Gia hả? À, cái sạp kế bên tay phải của lễ khai mạc quý vị thì sẽ được uống những cái ly thuốc lốt ngon như thế này. À, mời quý vị, Bắc Hành mời quý vị cùng uống nha. Ngon mà. Ngon lắm quý vị ơi. Ngon, ngon thiệt không? Đây là hậu trường của các anh diễn trên sân khấu quý vị. Đây quý vị ơi. Nếu mà quý vị về An Giang, nếu muốn gặp những vũ điệu múa Khmer, vũ điệu đúa ở vùng người Chăm thì mời quý vị cùng tới đây. Từ đây tới 24 còn lâu quý vị. Nếu vậy đây là sân khấu của dành cho những người lại tới lễ hội mắm để mình xem biểu diễn của vậy. Đi tiếp. Ở đây thì bán nhiều món lạ lắm quý vị. Giống như ở đây nè, có Thành được thấy là bán ở đây có món rất là lạ. Để con Thành là hỏi thử món này món gì. À, bánh bánh bò nướng làm nhìn khá là lạ mắt quý vị coi nè. À, thì đây là một cái gian hàng của dân tộc Chăm An Giang quý vị. Đây thì hôm nay Quốc Thành sẽ khuấy động cái lễ hội bún mắm ở cái châu đốc này. Mời quý vị cùng với Quốc Thành đi vô quý vị. Đây vui lắm quý vị, thì đồ ăn thức uống đầy đủ hết, vui lắm. Bây giờ nếu mà quý vị đến An Giang vào cái dịp 22 tới 24 thì sẽ có những cái lễ hội thế này. Quý vị xem nha. Ở đây bán gì nè? À, ẩm phố ẩm thực người Hoa quý vị. Đây nhìn cái góc view à. Wow, đây bán gì ạ? Dạ ok. À, dễ thương quá, người bán dễ thương quá nè mày.
Cúp Lộc Thọ. Nhắc lại một điều nữa, thì nếu ai thì có thời gian rảnh rỗi đến từ đây đến 24 thì mời quý vị cùng với Quốc Thành đến lễ hội của An Giang, thì ngay nằm ở trung tâm ở trung tâm của thành phố luôn, Châu Đốc nha quý vị. Cứ đến cây Bồ Đề sẽ gặp được cái gian hàng những gian hàng thế này, thì đó là đến lễ hội đó quý vị. Đây, giờ nãy là chưa có gì hết, bây giờ thì đã đông người kẹt rồi quý vị.